Kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi hôm nay nói về đề tài Đan Viện Thiên An, một đề tài rất nóng. Chúng tôi đã được xem nhiều tài liệu của những người dân, cũng như nghe các cuộc phỏng vấn của những kênh truyền hình thuộc Giáo hội La Mã thực hiện vào những năm 2016, 2017, 2018, 2019, chúng tôi đều nghe hết. Và trên các diễn đàn mạng, cộng đồng mạng, chúng tôi đã nghe, đã thấy những video clip của những người dân lên tiếng bất bình về cái vụ tranh giành đất đai ở vùng đồi thông Thiên An. Bên này, bên kia đều tố cáo nhau những hành động quá quách của nhau. Bên Đan Viện Thiên An, họ cho rằng cái giấy tờ hợp pháp của họ sau cùng đó là từ năm 1969 do trưởng ty Thừa Thiên Huế cấp. Nhưng giấy tờ thế nào mới gọi là hợp pháp? Một khi nước ta bị cái yếu tố nước ngoài, nhất là một quốc gia phải đổ máu cả trăm năm để lấy lại chủ quyền, chúng tôi sẽ nhận xét vấn đề này dựa trên tính cách lịch sử và pháp lý, và xem xét tình trạng chuyển đổi chủ quyền quốc gia trước và sau khi nước nhà được độc lập. Do đó chúng tôi mời thầy giáo giải sử Nguyễn Mạnh Quang tích cực phê bình về cái đề tài này. Xin thân chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi trở lại đây để nói về cái đề tài Đan Viện Thiên An. Thì đây là một vấn phần đất của đất nước của chúng ta, của tổ tiên chúng ta để lại và bị Giáo hội La Mã chiếm đoạt bằng cách dựa vào các chính quyền liên minh xâm lược Pháp, chính quyền liên minh xâm lược Mỹ, Vatican cùng với những cái ngụy quyền do hai cái chính quyền liên minh xâm lược này dựng nên mà có. Thì xin quý vị cùng tôi suy nghĩ như thế này, theo tính cách lịch sử là trước năm 1862, khi mà triều đình Huế đã cúi đầu ký cái thỏa hiệp nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp, thì trước cái năm đó thì Giáo hội La Mã bất quá chỉ có một vài nơi gọi là nhà nguyện ở một vài cái xóm đạo của họ thôi, chứ không có quá nhiều đất đai, những nhà thờ, những cơ sở kinh doanh, những ruộng đất. Nhưng mà sau đó cho đến năm 1975 thì họ dựa vào các chính quyền liên minh xâm lược Pháp, ngụy quyền Bảo Đại và chính quyền liên minh xâm lược Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn để họ chiếm đoạt được những cái ruộng đất đó. Và cái thủ đoạn họ chiếm đoạt thì ghê gớm lắm. Cái thủ đoạn này họ bất lương, gian manh đã được linh mục Trần Tam Tỉnh ghi lại trong cái cuốn Thập giá lưỡi gươm nơi trang 76. Tôi nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn này để quý vị khán thính giả hiểu biết về vấn đề này. Tháng 7 năm 1924, tại Đại hội thứ 5 Cộng sản Quốc tế, thanh niên Hồ Chí Minh lúc đó gọi là Nguyễn Ái Quốc đã lên tiếng tố cáo chủ nghĩa thực dân bóc lột và vai trò của giáo hội trong chuyện này. Chỉ một mình nhà chung công giáo mà chiếm hết 1/4 đất trồng trọt Nam Kỳ, phương thế là để chiếm hữu các đất đai đó rất đơn giản, là dùng tham nhũng, hối lộ và cưỡng ép. Đây là một vài ví dụ rõ ràng. Nhà chung lợi dụng khi mất mùa để cho nông dân vay tiền, rồi bắt họ phải đem đất ruộng làm của cầm. Tiền lời cho vay rất nặng, nên con nợ sẽ không thanh toán nổi khi tới ngày trả, và như thế là đất cầm trở thành đất nhà chung. Giáo hội không từ một việc nào để nắm được những giấy tờ hệ lụy bí mật, và nhờ đó dọa dẫm các quan chức bắt họ phải làm theo ý muốn. Giáo hội cũng liên minh với những tay tài phiệt để khai thác các vùng đất nhượng cho không và những thửa ruộng cướp được của nông dân. Giáo hội có người của mình nắm những vai trò thế giá trong chính quyền thuộc địa. Quý vị đã nghe cái đoạn văn mà chính linh mục Trần Tam Tỉnh đã ghi lại, và quý vị biết rằng cái thủ đoạn gian manh mà Giáo hội La Mã ta gọi là hối lộ tham nhũng, thực ra cái từ bây giờ nó gọi là lobby. Vậy thì tất cả các giáo phận địa phương mà được các chính quyền địa phương cấp giấy là họ có được là cái hành động lobby của họ đó. Vậy mới đây tôi thấy giáo phận tỉnh Lai Châu đã cấp giấy phép cho giáo phận ở cái vùng này được thiết lập cái giáo phận của cái tỉnh này, cũng là cái hành động lobby với các chính quyền địa phương mà có thôi, chứ không phải là tự nhiên chính quyền trung ương cho đâu. Tôi xin mời quý vị nghe tiếng nói của hai bên, một bên là của nhân dân ta và một bên là của Đan Viện. Vậy tôi nhờ ban biên tập đọc cái bản văn và tiếng nói của nhân dân ta được đăng trên tờ Việt Nam Thời Báo. Xin ban biên tập đọc. Vừa qua trên Internet xuất hiện tài liệu báo cáo về tình hình tôn giáo Việt Nam
quý 4 năm 2018 của cái gọi là Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, gồm nhiều nội dung xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong đó có đề cập đến vụ việc khiếu kiện đòi đất vô lý của Đan Viện Thiên An, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều đáng nói là các đối tượng soạn thảo đã cố tình đổ lỗi cho người dân địa phương trong việc đấu tranh bảo vệ ruộng vườn, mồ mả và cả tính mạng của mình trước giả tâm bành trướng từ phía nhà dòng. Văn bản xuyên tạc dựa trên thông tin ngày 9 tháng 10, các đan sĩ của Đan Viện Thiên An cho biết họ cực lực phản đối nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế tiếp tay với lâm trường Tiền Phong Huế trong thời gian qua liên tục gây hành vi sách nhiễu tại khu vực rừng thông thuộc quyền sở hữu của Đan Viện Thiên An. Đặc biệt, nhà cầm quyền này, đây là lời của họ tố cáo, đã lợi dụng người dân như một chiêu bài đối phó với đan viện, dùng miệng người dân để vu khống lăng nhục các đan sĩ, dùng tay người dân để lấn chiếm đất rừng thông, phá rừng thông để xây viện, khu vui chơi, những căn biệt thự, nhà hàng, nhà nghỉ. Những hình thức như vậy không nên xếp chung và gần với một cơ sở tôn giáo, đặc biệt là với một dòng tu kín như Đan Viện Thiên An. Trên thực tế, khu vực đồi thông có tên là Thiên An là một khu vực rộng lớn, bao gồm một phần diện tích đất đai của dân cư hai thôn Cư Chánh 1 và Kim Sơn thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Trong đó, Đan Viện Thiên An chỉ là một thực thể trong khu vực đồi Thiên An. Dân cư theo lịch sử đã quần cư tại đây hơn 500 năm, khai phá và lập làng từ thời đầu theo chú Nguyễn vào đằng trong dựng sự nghiệp. Hiện vẫn còn sắc phong của các triều đình vua phong kiến. Trong khi đó, Đan Viện Thiên An mới được phía người Pháp mua lại một diện tích trên đồi Thiên An từ năm 1940. Nói như vậy để chứng minh một điều: ai mới là chủ nhân đầu tiên và thật sự của đồi Thiên An? Diện tích thuộc Đan Viện Thiên An từ trước đến nay không hề bị nhỏ đi, thậm chí ngược lại, nó còn nóng lấn phi pháp một cách bất hợp lý, nhất là từ năm 2014 cho đến nay. Đã có đụng độ giữa phía Đan Viện Thiên An với các hộ dân hai thôn trên, khi liên tiếp diện tích đất đai của ông bà tổ tiên để lại có giấy tờ đầy đủ đã bị phía Đan Viện tháo dỡ, chặt phá cây trồng, thậm chí cả cây lương thực, hoa màu. Phía Đan Viện dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Huyền Đức đã bị thuê chuyển, còn thuê xe về phá nát con đường dân sinh, đường phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời ngang nhiên xây dựng nhiều công trình tôn giáo trái phép ngay ngoài khuôn viên Đan Viện, khiến người dân bất bình. Khi không thể nói lý lẽ với người dân thì chính Đan Viện đã thả chó đẻ rê, vác dao đòi chém người ta cùng những lời lẽ tục tiểu. Ngoài việc sử dụng pháp luật, người dân đã biết đến báo chí, mạng xã hội để làm phương tiện nêu lên tiếng nói của mình. Họ đã cung cấp các bằng chứng tố cáo tội ác của phía Đan Viện Thiên An. Phía Đan Viện nói rằng mới đây các đan sĩ tiếp tục phải xuống phản đối một số nhà dân tự ý đăng thông tin mua bán đất của Đan Viện và thường xuyên phải gửi văn thư yêu cầu chính quyền Huế can thiệp, nhưng các văn thư đó đều không được giải quyết. Chính quyền Huế tiếp tục làm ngơ với những trăn trở của các đan sĩ Đan Viện Thiên An trong việc bảo vệ di tích của Đan Viện, cũng như bảo vệ rừng thông, không chỉ của riêng Đan Viện mà còn là lá phổi của thành phố Huế. Đó là những lời tố cáo của bên Đan Viện Thiên An. Chuyện lạ là Đan Viện Thiên An tự cho mình cái quyền ngăn cản mua bán đất đai hợp pháp của người dân, trong khi địa điểm bán đất trên không thuộc phạm vi khuôn viên Đan Viện. Đan Viện Thiên An cũng không phải là chủ nhân, hoặc chí ít là đồng sở hữu mảnh đất này. Thế nhưng khi người chủ mới xây nhà cửa thì Đan Viện đến đòi kiểm tra giấy tờ thay cho vị cán bộ địa chính xây dựng của xã. Cho nên khi chủ đất chất vấn ông lấy quyền gì để hạch sách, họ đành lặng mất tâm. Còn về cái rừng thông, xin nói rõ thêm, hiện nay trong khuôn viên Đan Viện Thiên An không còn có bất kỳ một cây thông nào. Ngoài ra, trên diện tích rừng thông đặc dụng, lá phổi xanh của thành phố Huế nằm ngoài khuôn viên Đan Viện do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, đã không phải là của Đan Viện, thì các tu sĩ đi quản lý làm cái gì? Tốt hơn hết, các tu sĩ nên chú trọng đến vườn cam, vườn nhầu của mình thì tốt hơn. Đấy, xin chấm hết cái bài của Việt Nam Thời Báo. Đó là cái bài báo của Việt Nam đăng về cái lời than phiền của nhân dân, nạn nhân của Đan Viện than phiền, và cái lời vu cáo của Đan Viện nói với nhà báo. Bây giờ tôi xin mời quý vị theo dõi cái bản văn của Đan Viện.
Kính thưa quý vị, đây là cái cuộc phỏng vấn của cái kênh gọi là Amen TV, tức là cũng của đạo thì Chúa giáo Công giáo La Mã, đến phỏng vấn các đại sĩ Đăng Nguyễn Thiên An. Kính thưa quý vị lắng nghe. Dạ, con kính chào quý đại sĩ ạ. Dạ, thưa quý thầy, xin quý thầy có thể chia sẻ cho chúng con một cách vắn tắt là về nguồn gốc đất của Đan Viện là như thế nào ạ? Và đâu là những cái chứng cứ mà chứng minh cái nguồn gốc đất rừng của Đan Viện Thiên An là hợp pháp ạ? Tôi cũng xin trả lời, nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là vào năm 1940, hai đan sĩ linh mục Đồng Cô Đăng Tên và Đồng Rô Manh là hai đan sĩ thuộc Đan Viện Biển Đức La Pierre Vivier ở Pháp. Họ được lệnh bề trên sang đây lập dòng. Rồi khi sang đây thì họ được là bà Hoàng hậu Nam Phương là người làm môi giới, giới thiệu cho hai đan sĩ lên mua vùng đất ở đây, ở làng Cư Chặn này. Thì giai đoạn đầu thì các cha mua khoảng chừng 40 hectare với khoảng là 40.000 Phật lăng thời đó. Cho đến năm 1959 thì các cha có thể hoàn thiện cái số đất nâng lên thành 107 hectare. Vì không thể mua một lần được mà mua từng chặng, cho nên sau 40 hectare rồi mua dần cho đến năm 1959 thì nhà dòng có tất cả là 107 hectare. Thưa quý vị, theo dõi cái đoạn văn mà họ nói ở trong video vừa rồi đó, thì cái thửa đất này á, vào tháng 6 năm 1940, người Pháp đã dựa vào cái chính quyền thực dân xâm lược Pháp và Vatican, và cùng với lại Hoàng hậu là cái vợ của ông Bảo Đại Bùi Nhìn, mà cũng là gốc Kitô giáo, toa rập để mua cái đất này hay là chiếm cái đất này mà họ nói là mua, nhưng mà thực tế là người Pháp chiếm. Thế bây giờ chúng ta đã đánh đuổi được thằng Pháp với thằng Mỹ về rồi, thì cái đất người Pháp nó chiếm của chúng ta thì chúng ta có quyền lấy lại chứ. Tại sao lại các ông cứ nói rồi các đất sau đó các ông còn nói nâng lên, cũng là cái chính quyền ngụy quyền của các chính quyền liên minh xâm lược Pháp và ngụy quyền của các chính quyền liên minh xâm lược Mỹ mà chiếm thôi, chứ đâu có phải là các ông được cái giấy tờ hợp pháp của cái chính quyền độc lập của nhân dân ta từ năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 ở miền Nam. Cái điều đó là các ông chỉ dựa vào cái chính quyền liên minh xâm lược Pháp và liên minh xâm lược Mỹ Vatican để cùng với là các ngụy quyền tay sai của hai cái liên minh xâm lược này mà chiếm đoạt thôi. Rõ ràng là cái giá trị pháp lý về cái mảnh đất này đó là hoàn toàn không có giá trị gì cả. Cho mấy ông đó, kinh nghiệm tôi thấy rằng là tất cả các cuộc cách mạng như là 1789 ở Pháp, 1870 ở Ý, 1936 ở Tây Ban Nha, 1950 ở Cuba và ở nhiều nơi khác, thì tất cả những cái đất đai nào mà giáo hội liên kết với cái chính quyền chế độ tay sai của giáo hội La Mã đều bị tịch thu hết, chứ không phải riêng ở Việt Nam. Việt Nam còn nhân đạo quá. Và được chính quyền Thừa Thiên Huế cung cấp thừa nhận và có giấy tờ trích lục. Rồi giai đoạn thứ hai là vào năm 1968 thì có biến cố Mậu Thân. Thì dòng chúng tôi cũng đờ như bao các cơ sở khác bị thiêu rụi. Và trong đó cái tờ trích lục của chúng tôi bị cháy. Và cha bề trên lúc đó là cha Tô Ma Châu Văn Đăng, ngài đã xin Ti Điện Địa Huế cấp lại cho chúng tôi một cái bản bản đồ khác. Vào năm 1969 thì trưởng Ti Điện Địa lúc đó là ông Ngô Gia Bu đã cấp lại cho Đăng Viện chúng tôi một cái bản đồ khác, và trên đó có đầy đủ các cái lô đất. Quý vị nhận thấy là vào năm 1969, tức là cái ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, tay sai của giáo hội La Mã và Mỹ đã cấp giấy cho giáo hội La Mã. Chúng ta hãy nhớ lại rằng cũng cái thời gian dưới quyền thống trị của liên minh xâm lược Mỹ và Vatican, ông Nguyễn Hiến Lê có viết một cái bộ sử lịch sử thế giới chỉ vì có mấy cái câu là giáo hoàng ở La Mã bê bối trong cái thời Trung Cổ và đưa ra cái thuyết tiến hóa mà vị linh mục ở ngoài Trung đã yêu cầu cái chính phủ tịch thu cái bộ sách này và cấm lưu hành và đưa mật vụ viết tận nhà ông Nguyễn Hiến Lê để rình mò dò xét và cũng là để khủng bố tinh thần ông. Thì ở đây chúng ta thấy là năm 1969 thì cũng cái tập đoàn ngụy quyền cũng
Kitô của Nguyễn Văn Thiệu, nếu mà cái ông cầm cấp cái giấy, ông quay về địa bạ, ông trưởng ty điền địa Thừa Thiên Huế được lệnh của ông linh mục nào đó mà đòi phải cấp giấy cho các ông đó, thì về vấn đề đất đai này, nếu mà ông này mà dám chống lại thì dĩ nhiên là cái chỗ làm của ông cũng không còn nữa, mà sinh mạng của ông cũng nguy hiểm. Do đó là cái giấy mà cấp vô cho cái đàn viện này vào cái thời điểm 1969 nó không có giá trị lịch sử. Và theo đàn viện thì đó là cái giấy tờ hợp pháp để nói lên rằng là 108 hecta đó là của đăng viện. Dạ thưa thầy, vậy sau năm 1975 ấy, thì nhà cầm quyền đã mượn các cơ sở tôn giáo với tổng diện tích đất rừng của đăng viện là bao nhiêu ạ? Và hiện nay thì đăng viện chỉ còn sử dụng bao nhiêu hecta đất trên cái tổng số là 107 của quyền quản lý và sở hữu của đăng viện ạ? Sau năm 1975 thì chính quyền Thừa Thiên Huế họ tìm mọi cách để mà chiếm đất của chúng tôi. Do đằng đầu là vào ngày 19 tháng Giêng năm 1976, họ lấy danh nghĩa là công ty Nông Lâm Huế lên mượn Thiên An một cái ngôi trường Thánh Mẫu, là ngôi trường Thiên An đã xây dựng đến để cho con em trong vùng đó đi học, thì họ mượn. Và đan viện Thiên An chưa cho phép thì họ đã lên cưỡng chiếm và ở cho đến bây giờ luôn. Thực ra những cái đất đai mà giáo hội La Mã đã chiếm đoạt bất hợp pháp theo nhờ cái dựa vào cái quyền lực của Liên minh xâm lược Pháp Vatican và quyền lực của Mỹ Vatican cùng với các ngụy quyền của các chính quyền này thiết lập lên, thì cái đất đai đó nó đã không có hợp lý, hợp pháp cả. Và ngay khi năm 1975 thì chính quyền cứ việc tịch thu cái đất đai đó, cái đất đó đem lại trả lại cho nhân dân, đúng như cái lời nói mà các ông thường nói là cái gì của si gia thì trả về cho si gia. Rồi tịch thu rồi đó thì chính quyền có quyền làm cái gì? Cái những cái người bên giáo hội La Mã hay là đàn viện không có quyền xía tới, vì của người ta, của dân nhân dân Việt Nam, do tổ tiên của người Việt Nam giành lại được. Thì bây giờ cái chính quyền đại diện, chính quyền độc lập của nhân dân Việt Nam có quyền sử dụng nó theo ý muốn như thế nào là không có quyền các ông đòi thế này, đòi thế nọ. Tôi cũng nói tiếp theo là đáng nhẽ cái chính quyền cách mạng làm vào năm 1975 đó thì phải theo gương các nước như là Pháp, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Mễ Tây Cơ, Cuba, Trung Hoa và Liên Xô, phải tịch thu toàn bộ cái tài sản bất động sản của giáo hội La Mã tại Việt Nam, rồi phân phối cho nhân dân sử dụng theo cái ý muốn của chính quyền. Mà lúc bây giờ có lẽ là vì nhiều công việc quá, chính quyền chưa làm được, cho nên bây giờ nó mới lùng bùng như thế này. Bây giờ chúng tôi chuyển sang cái phần thứ ba, tóm tắt về những cái lịch sử và thủ thuật của Vatican chiếm đất trên Việt Nam. Trên đây chúng tôi cũng xin nói là cái thủ đoạn chiếm đất bất lương của giáo hội La Mã bằng cách như thế này. Thí dụ như là trường hợp ông Lê Phát Đạt, tức là huyện sĩ, là cậu ruột của bà Nam Vương Hoàng Hậu, là công giáo gốc. Thì khi mà quân Pháp tiến đánh đến Việt Nam đó, thì đa số những người công giáo đã được cho học tiếng Pháp và học ở tại Penang để trở về làm thông ngôn chỉ đường dẫn lối cho họ. Và khi cái đất miền Nam của chúng ta đó mới chiếm được thì chưa có người làm chủ. Người Pháp mới dùng, bảo rằng cái đất này phải có chủ để mà nhà nước đánh thuế, do nó mới dùng ông Lê Phát Đạt làm thông ngôn, rồi đi đạt điền, rồi dành cho những người công giáo với lại thằng Tây với lại giáo hội La Mã chiếm. Thì đi đến đâu cái đất ngon lành nhất á, thì ông Lê Phát Đạt mới nói là cái đất này là của tôi. Do đó ông Lê Phát Đạt mới trở nên giàu có đến nỗi là ông cứ xây cả cái nhà thờ huyện sĩ, mà phải sau này ông được phong là huyện sĩ, thì tặng cho thành phố Sài Gòn. Đó là một cách thủ đoạn rất là gian manh. Thì cũng những cái hành động tay sai đó thì bọn Việt Đại Gian làm cho Liên minh xâm lược Pháp, là ông tri huyện ở phủ Vĩnh Bảo vào năm 1930, thì khi mà Quốc dân đảng trước năm 30 mới nổi lên chiếm chính quyền ở tại đó, thì họ lôi cái ông Hoàng Gia Mô ra đó, là tri huyện đã chiếm đất giữa quyền chính phủ, và ông lôi xử tử cái ông đó vì cái tội chiếm đoạt ruộng đất.
thì nghe nói là ông Yamo có nói rằng bây giờ tôi xin trả lại hết đất đai, nhưng mà cái lực lượng cách mạng của quốc dân đảng bây giờ không nghe, vẫn tiếp tục xử tử ông ấy. Đó là thứ hai, chuyện thứ hai. Cái chuyện này thì tôi nhớ đến đầu tôi nói đó, chắc là cũng không trúng được 100%, nhưng mà nó cũng gần như vậy. Nếu cái chuyện thứ ba là cái chùa Bảo Hiên đó, thì họ xếp đặt cho cái ông Nguyễn Hữu Độ là công giáo làm kinh lược sứ ở Bắc Bộ, rồi chính cái ông đó ký cái ngôi chùa đó nó đã bị hoang phế, dâng cho giáo hội La Mã. Thành ra họ dùng cái chính quyền đó rất là hợp pháp, là ông Nguyễn Hữu Độ là người của Kitô giáo, nhân danh là kinh lược sứ ký giấy cho giáo hội La Mã. Thành ra họ dùng cái chỗ đất đó họ phá đi, họ xây lại một cái nhà thờ lớn. Nhà thờ đó bây giờ là nhà thờ ở tại chính tòa ở tại Hà Nội. Cái cách họ chiếm đất trộm đất đấy. Ngoài ra còn rất nhiều cái thủ đoạn gian manh nhất, ghê gớm nhất mà nãy tôi đã nhờ ban biên tập đọc trong cái cuốn sách Thập Giá Lưỡi Gươm mà ông Trần Nam Tĩnh đã ghi lại. Còn cái chuyện chiếm chùa Lá Vàng ở Quảng Trị vào cuối thế kỷ thứ 18, lúc bấy giờ nhà Tây Sơn thì chống lại các bọn truyền giáo, chống lại nhà Tây Sơn, vì nhà Tây Sơn thì đi ngược lại với lại Gia Long, mà Gia Long thì lại đi với cái đám Kitô giáo. Thành ra quân đội của chính quyền Tây Sơn mới truy lùng, thì họ chạy trốn vào trong đó, thì nó là cái ngôi chùa Lá Vàng. À, thế nhưng mà sau này đó, vì nhà Tây Sơn thì yếu đi và bị suy tàn, thì họ chiếm luôn và họ xây thành cái gọi là trung tâm hành hương La Vàng. Họ đổi tên là Lá Vàng thì họ tên là La Vàng. Rồi họ bịa ra cái chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra ở ngay tại nơi đó, rồi họ biến đó thành cái trung tâm hành hương để một cái phương cách gọi là kinh tài bất lương để móc túi tín đồ đến đó hành hương. Tôi nghe thì câu chuyện người ta kể là dân ở đó, dân ở chỗ La Vàng trước khi mà có những cái người mà trốn vào Tây Sơn đó, thì dân ở đó người ta nói người ta thấy lá ở đó là rất là tốt, trị bệnh gì đó không biết nữa, mà nghe nói có cái bà nào đó dạy bảo như vậy. Thì thế mà khi mà cái người công giáo chạy trốn vào đó đó, thì họ nghe như vậy thì họ chợp ngay, họ nói cái bà đó là cái bà Marie. Thế là cái câu chuyện tôi nghe nó là như vậy. Nhân tiện đây tôi cũng nói cái chuyện mà liên minh xâm lược Tây Ban Nha, Vatican chiếm Mễ Tây Cơ, thì cái chỗ cái ngày nay có cái nhà thờ rất lớn ở cái thủ đô Mễ Tây Cơ là gọi là Mexico City đó, thì ở đó có một cái đền thờ của người Da Đỏ rất là lớn, họ bạt đi bởi vì quyền lực của họ chẳng có ai chống đỡ được, họ bạt đi rồi bây giờ họ xây cái nhà thờ rất lớn ở tại cái thành phố thủ đô Mexico gọi là Mexico City. Thì tôi có đọc sử tôi được biết qua cái chuyện đó, nghĩa là họ đi đến đâu thì nhà thờ nào mà ở cái nơi trang nghiêm nhất, tốt đẹp nhất ở một cái thành phố lớn hay thành phố nhỏ, họ đều bạt đi để họ chiếm đoạt, chiếm để xây cái nhà thờ. Chúng ta thấy ở Việt Nam hầu hết các thành phố lớn, tôi thấy là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Long Xuyên, tất cả những nơi nào mà ngon lành nhất, cả Rạch Giá nữa, cả Bạc Liêu nữa, thì họ đều xây nhà thờ cái chỗ đất tốt nhất. Thì cái đất đó là của tổ tiên của chúng ta, nhưng mà họ nhìn cái vị trí tốt nhất đó, tốt nhất là họ chiếm, vì cái thời bây giờ là dưới quyền thống trị của họ, mình đâu có quyền gì đâu mà chống lại được. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin đến cái phần gọi là tóm tắt và đề nghị. Căn cứ vào cái chủ quyền độc lập của dân ta vừa mới giành lại được chủ quyền độc lập từ trong tay các thế lực xâm lăng, thì bất kỳ cái nước nào mà giành lại được cái chủ quyền độc lập từ trong tay của ngoại quốc thì phải thi hành những cái biện pháp tịch thu tất cả những cái đồ mà các anh căn cứ vào những cái điều trên đây, thì những cái giấy tờ mà các ông trưng ra do các chính quyền liên minh xâm lược Pháp, chính quyền liên minh xâm lược Mỹ và các chính quyền ngụy tay sai của hai cái thế lực này đều không có giá trị. Và vì là các chính quyền này đã ăn cướp được của dân ta mà bây giờ các ông giữ, tức là các ông tồn trữ cái đồ ăn cướp, như là bất kỳ cái pháp lý của quốc gia nào thì nó cũng là, nếu tồn trữ cái đồ ăn cướp thì cũng là bất hợp pháp và có tội. Vậy thì chúng ta có quyền tịch thu cái tài sản đó. Chúng tôi đề nghị chính phủ nên lấy một cái quyền của một nước độc lập vừa mới giành lại độc lập từ trong tay các thế lực ngoại thù và ban hành pháp luật là tịch thu tất cả những cái vùng đồi An, ở vùng đồi Thông, ở cái vùng Thiên An, ở Huế,
Thứ hai là chúng tôi cũng xin đề nghị là qua những cái tình hình mà chúng tôi theo dõi, như là ở Hải Phòng họ đã cấp giấy phép cho họ dựng tượng tên Việt Gian Nguyễn Đình Tộ. Con đường này nó vừa lớn vừa dài hơn con đường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ đã lập được cái cơ quan để mưu đồ đặt tên cho tên tội đồ của dân tộc là Alexandros để vinh danh nó. Họ cũng đã lobby được, vận động được cái chính quyền địa phương của Lai Châu cấp giấy phép cho họ thiết lập cái giáo phận của tỉnh này. Thì tất cả đó là chính quyền địa phương đã tự ý cấp phát cho họ. Do đó, và nhất là cái tỉnh Xuân Lộc á, cái tỉnh Đồng Nai đó lại cấp giấy phép cho họ thiết lập cái trung tâm hành hương núi Cúi nữa. Thì tất cả cái quyền mà cấp phát này đều do các chính quyền địa phương hết. Vì vậy cho nên tôi đề nghị chính quyền Trung ương và Trung ương Đảng nên xét lại cái vấn đề này và sẽ nắm cái quyền gọi là cấp phát đất đai, hay là cho họ được thiết lập một cái gì, nhất là về Kitô giáo đó, thì phải qua cái chính quyền Trung ương làm, chứ còn chính quyền địa phương mà làm thì họ dễ dàng lobby được những cái giấy phép để họ làm theo ý muốn của họ. Và cũng xin nói thêm là tất cả những cái nơi nào mà ở ngoài cái nhà thờ họ cắm tượng thập tự giá và dựng tượng Đức Mẹ đều là những cái việc làm bất hợp pháp, và chính quyền phải ra lệnh cho họ phải chẹt bỏ những cái vật đó. Mà nếu họ không làm á, thì chính quyền gửi quân đội đến làm và bắt cái giáo phận đó phải bồi thường cái công của chính quyền hủy bỏ cái đó, như chính quyền Mỹ họ đã thường làm như vậy cả. Đến đây xin kết thúc và xin kính chào quý vị khán thính giả và hẹn với quý vị khán thính giả trong kỳ tới. Có một điều nào lên đây lão nữa, tôi sinh ra lớn lên chưa nhờ dòng một dòng không mà dán lên mạng á, là nói mà con tôi là ăn cơm của dòng mòn miệng đi đâu mà phạt. Có phải họ đi tú mà họ này lão không? Trước đấy là cha trước đấy mà thầy má đi á, là đời của thầy má đi á, là cả cha mà theo đời của mày thầy má đi á nữa. Là thầy vậy là cha là rất đàng hoàng. Của dân mà của cha là của cha. Cha cho con chúng có cho dân làm thế đó, nhưng mà đừng có lẩn ra đất của người ta á. Các cá trước là rất đông hơn cái loài tu sĩ ní, là tu sĩ ăn cướp, mà tu sĩ ní lấy cái gì cái danh tiếng tu sĩ nhưng mà ăn cướp, chứ không phải là như mày cá chưa, như mày cá chưa mà có thay má đi á nè, được cái đây nữa. Với thay má đi á là trước đây là không có như nữa, không có hai dân này như mức đồ mà nửa đêm phải đi mà ga gãy phải chạy cái điều đấy không ăn cướp á.